Nguyễn Thị Phương đơn vị Thiên Lãng trang phục màu đỏ, Vũ Thị Minh Ngọc đơn vị Vĩnh Bảo trang phục màu xanh. Vận động viên chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, việc thứ nhất bắt đầu. Ôi trời ơi. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Xanh một điểm. Xanh 2 điểm. Tạm dừng trận đấu. Xanh 1 điểm. Tạm dừng trận đấu. Đỏ 1 điểm. Thôi, tôi nói rồi. Rất tiếc cho vận động viên áo xanh. Mải tấn công mà không vòng thủ được. Khi bị rơi vào tình thế nguy hiểm rất dễ bị thua. Chúng tôi chỉ có 4 quả. Ở lúc 1 phút 40 hiệp thứ 2, vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng tuyệt đối.